quý vị, đây là bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 23 tháng 12. Tiếp sau các tỉnh thành trong cả nước thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 15 tháng 1, 2016. Đây là thông tin vừa được Cục Hải quan thành phố công bố với các doanh nghiệp trong cuộc họp mới đây. Địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu được thực hiện theo quyết định 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó, các cơ quan liên quan đến việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp kinh doanh cảng đều sẽ được tập trung tại cửa khẩu. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại kiểm tra chuyên ngành, thông qua đó tiết giảm thời gian và chi phí thông quan hàng hóa. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hai đơn vị đầu tiên được mở địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu là cảng Cát Lái và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước mắt, các địa điểm này đã tập trung được 6 trong số 20 cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên thành phố, bao gồm cơ quan thú y vùng 6, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 2, Trung tâm kiểm nghiệm và kiểm định động vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh và công ty giám định Vinacontrol. Tháng 9 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã bấm nút khai thương khai thông hải quan một cửa quốc gia. Hiện nay thì đã 9 bộ ngành tham gia cái cửa một hải quan một cửa quốc gia này. Và tiếp tục thì cái đề án 2026 về vấn đề là tập trung các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra hàng hóa về quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu nhằm mục đích là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn được thời gian thông quan hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo được hàng hóa được lưu thông, tuân thủ pháp luật, bảo vệ được sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, thời gian trung bình thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại các cửa khẩu của thành phố hiện nay vào khoảng 10 đến 30 ngày. Trong khi mục tiêu của chính phủ là giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ngang với các nước ASEAN 6, nghĩa là 10 ngày với hàng xuất khẩu và 12 ngày với hàng nhập khẩu vào năm 2016 và còn dưới 5 ngày đối với cả hàng xuất và nhập khẩu vào năm 2020. Thưa quý vị, thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS cho biết là tính đến cuối tháng 11 năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ đã đạt 9,88 tỷ đô la, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. So với ba thị trường xuất khẩu chủ lực là EU, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì thị trường Mỹ đang bỏ xa một khoảng cách rất lớn về kim ngạch xuất khẩu lẫn tốc độ tăng trưởng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang EU chỉ đạt 3,09 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản khoảng 2,53 tỷ đô la Mỹ và Hàn Quốc xấp xỉ 1,98 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng nhận định rằng xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Mỹ giai đoạn 2016-2025 sẽ tiếp tục tăng mạnh, chỉ xếp sau Trung Quốc về năng lực xuất khẩu hàng dệt may, bỏ rất xa các đối thủ khác như Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh và Mexico về năng lực cung ứng lẫn tốc độ tăng trưởng. Theo một nghiên cứu mà trang việc làm Jobstreet vừa công bố thì có khoảng 86% doanh nghiệp cho biết một trong những vấn đề nan giải hiện nay đó là nguồn cung nhân lực, đặc biệt ở phân khúc cấp cao còn hạn chế. Thị trường tuyển dụng đang thay đổi, cán cân lợi thế dần nghiêng về phía ứng viên khiến mức độ cạnh tranh để thu hút nhân tài giữa các doanh nghiệp ngày càng mạnh. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, vấn đề về ngân sách còn hạn hẹp cũng là một trong những khó khăn trong việc thu hút người tài. Theo bà Angie Phan, tổng giám đốc Jobstreet, trước những thay đổi nhanh chóng trên thị trường nhân sự, nhà tuyển dụng cần chú trọng hơn nữa đến việc có một chiến lược tổng thể trong quảng bá thương hiệu, tuyển dụng để thu hút nhân tài. Doanh nghiệp cũng cần thể hiện rõ mức lương, cơ hội thăng tiến, mô tả công việc cũng như môi trường làm việc, vì đây sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của ứng viên. Bên cạnh đó, việc xây dựng ngân hàng nhân tài là điều nhà tuyển dụng cần sớm đầu tư để từ đó doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc tuyển dụng. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC vừa tổ chức lễ ra mắt Trung tâm chăm sóc khách hàng. Theo đó, thì trung tâm sẽ là nơi cung cấp cho các khách hàng nhiều kênh liên lạc đa phương tiện như điện thoại, SMS, email, web chat, mobile apps, v.v. Trung tâm sẽ phục vụ cho khoảng 6,8 triệu khách hàng sử dụng điện tại 211 quận huyện trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam. Các dịch vụ chính sẽ bao gồm chăm sóc khách hàng, hướng dẫn các thủ tục, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, v.v. Mọi thắc mắc và khiếu nại về sử dụng điện, quý khách có thể gọi vào số 1900 1006 sẽ được giải đáp. Chuyển sang một thông tin tiếp theo thưa quý vị. Chỉ còn chưa tới chục ngày nữa là Cộng đồng Kinh tế Chung AEC sẽ có hiệu lực. Và trong từ 1 đến 2 năm tới sẽ đến các FTA thế hệ mới như FTA Việt Nam-EU hay là TPP. Đó không phải là một khoảng thời gian đủ dài để cả hành lang pháp lý và doanh nghiệp trong nước kịp chuẩn bị chu toàn cho cuộc cạnh tranh mới. Hơn nữa, áp lực từ AEC sẽ là không đáng kể nếu so với áp lực từ các FTA sau này.
Vì sao có nhận định như thế? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ Phạm Sĩ Thành đến từ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội quanh ý kiến trên. Thưa ông, như những gì mà chúng tôi được biết thì ông cho rằng là chúng ta, Việt Nam, hay sử dụng các cái biện pháp về thuế quan để bảo vệ các doanh nghiệp địa phương. Vậy ông có cái cơ sở nào đó về mặt định lượng để chứng minh cho cái lập luận này của mình không? Vâng, tôi cho rằng đây là một cái việc Việt Nam sử dụng các cái công cụ thuế quan để bảo vệ doanh nghiệp khi mà chúng ta gia nhập các cái hiệp định thương mại tự do hoặc các cái FTA là tương đối rõ nét, và nó là một cái cách làm quen thuộc của chúng ta. Nó phản ánh các cái chất lượng hội nhập, cái mức độ hội nhập vẫn còn chưa thực sự sâu rộng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là trong số 61 loại, khoảng 60 loại thuế quan có thể được sử dụng thì Việt Nam đã sử dụng được đến 24 trong tổng số 60 loại thuế quan đấy, chứ là chiếm khoảng 1/3, trong khi cái tỷ lệ này ở Malaysia, ở Hàn Quốc, ở các cái nước khác thì rất là thấp. Ngoài ra thì trong thời gian qua thì chúng ta cũng có một số cái văn bản nghị định hoặc một số biện pháp bảo hộ cho doanh nghiệp, bảo vệ cho doanh nghiệp mà nếu theo các cái tiêu chuẩn mới thì có thể rủi ro, bởi vì có thể các cái doanh nghiệp ở nước ngoài hoặc là các cái nước khác có thể khởi kiện chúng ta về cái việc phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy việc Thái Nguyên tạo điều kiện ưu đãi cho Samsung, hay như năm 2013 thì chúng ta có một loạt nghị định như là nghị định 54, nghị định 154 hay nghị định 2010, nghị định chính phủ của năm 2013 thì đều có các cái nội dung liên quan đến và có thể bị coi là phân biệt đối xử nếu mà theo các cái chuẩn mực mới, hay như việc Bộ Tài chính bảo lãnh nợ cho Vinasin cũng là một trong những cái việc mà trong số 7 các biện pháp mà chúng ta đã làm thì 6 trong số đấy đã có thể coi là phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp bản địa và có thể gây ra những cái phiền phức cho Việt Nam về mặt pháp lý khi mà chúng ta hội nhập ở một cái thế hệ FTA thế hệ mới, đặc biệt là như TPP hay là FTA với cả EU. Ông cho rằng là các cái nước phát triển thì họ dùng các cái biện pháp phi thuế quan nhiều hơn. Như vậy đó cụ thể là những biện pháp gì và liệu chúng ta có thể áp dụng một phần nào trong số đó trong cái điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam hay không? Tôi nghĩ là cái hàng rào kỹ thuật của các cái nước phát triển thì rất nhiều và rất tinh vi, và những cái hàng rào mà chúng ta thường thấy nhất ví dụ là liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, liên quan đến xuất xứ hàng hóa, liên quan đến vấn đề lao động, liên quan đến vấn đề môi trường, ví dụ là hoặc là vấn đề nhân quyền, ví dụ có sử dụng lao động trẻ em hay không, thì đấy là những cái hàng rào kỹ thuật mà chúng ta thấy, và với mỗi một mặt hàng thì các cái hàng rào kỹ thuật đấy có thể khác biệt rất là lớn. Thì một trong những cái lý do mà Việt Nam vẫn ít sử dụng các hàng rào kỹ thuật thì nó liên quan đến một cái đặc điểm là cái việc thiết lập ra các cái hàng rào kỹ thuật đấy là khó, bởi vì anh phải xác định cái mức độ kỹ thuật để thiết lập, và khi mà anh thiết lập cái đấy thì các quốc gia khác cũng có quyền là thiết lập các hàng rào kỹ thuật tương tự đối với Việt Nam. Thì liệu cái hàng rào của Việt Nam có đủ để tạo ra một cái bảo hộ hoặc cái bảo vệ với doanh nghiệp của mình hay không? Trong khi nếu mà các quốc gia khác cũng có một cái hàng rào kỹ thuật tương tự thì doanh nghiệp Việt Nam có vượt qua hay không? Ông có nói rằng là AEC là một cái giai đoạn quá độ để các doanh nghiệp Việt Nam làm quen với các FTA. Nếu mà nói như vậy thì nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng 2 năm nữa, đến năm 2018 là ta phải bước vào cái FTA thế hệ mới là TPP rồi. Như vậy thì với hai cái năm quá độ này, liệu chúng ta có đủ sức để sửa chữa tất cả những cái rủi ro mà ông vừa đề cập đến trong việc chúng ta sử dụng các hàng rào thuế quan để bảo vệ doanh nghiệp hay không? Ông có niềm tin vào việc là chúng ta có thể sửa chữa tất cả những điều đó không? Tôi cho rằng thời gian 2 năm là tương đối ngắn để chúng ta chuẩn bị cho những cái làn sóng hội nhập thế hệ mới, đặc biệt là FTA thế hệ thứ tư. Bởi vì chúng ta biết là cái đặc điểm của FTA thế hệ tư, đặc biệt là TPP và hiệp định FTA với cả EU là cái chế tài và ràng buộc pháp lý rất là chặt chẽ, rất là mạnh. Các cái công cụ chế tài rất là chặt chẽ, chẳng hạn như là có thể bị xử phạt đến 50 triệu đô hoặc là thậm chí là ngồi tù nếu mà các cái quốc gia vi phạm các cái điều khoản trong đấy, và nó tạo ra một cái khác biệt căn bản về chất so với tất cả các hiệp định mà chúng ta đã biết từ trước đến nay. Thì AEC với tư cách là một cái thỏa thuận, một cái cộng đồng, thì tính chất của nó thì chúng tôi cho rằng mới chỉ là hội nhập theo làn sóng thứ 3 thôi, tức là chúng ta mới chỉ hạ thấp các cái hàng rào về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và phần nào nới lỏng một chút về thị trường lao động cũng như là liên quan đến vấn đề môi trường. Trong khi đấy thì TPP là một cái thay đổi ngay lập tức, thay đổi hoàn toàn, và chúng ta biết rõ ràng là trong một thời gian ngắn chỉ cần các nước ký xong, phê chuẩn xong là có hiệu lực ngay lập tức, và do đó là không có thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị. Vậy thì để trả lời câu hỏi là có niềm tin là doanh nghiệp có thể thích ứng được không, thì tôi cho rằng từ bây giờ chính doanh nghiệp cũng phải nhận thức được rằng là họ có nhận thức được cái thách thức đấy đến từ một cái làn sóng sau cao hơn cái làn sóng trước là AEC hay không.
và cái áp lực đối với doanh nghiệp từ AEC thực sự không lớn như những cái gì mà sẽ đến từ sau này từ TPP hay là FTA với cả EU. Dạ vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đã đồng loạt mất điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua 22 tháng 12. Lực bán chiếm áp đảo so với cầu mua vào đã khiến cho thị trường trượt dốc dần về cuối phiên, thanh khoản toàn thị trường ngày một cạn kiệt. Bước vào phiên giao dịch, chỉ số VN Index nhanh chóng lấy đà tăng điểm. Các cổ phiếu trụ cột như GAS, BVD và Vinamilk đóng góp vào sắc xanh cho thị trường. Về gần cuối phiên sáng, chỉ số tăng vọt lên mốc 570 điểm với lực đẩy từ hàng loạt các mã chủ chốt trên sàn. Mặc dù vậy, đáng ngại nhất vẫn là yếu tố thanh khoản khi hoạt động giao dịch đang ngày một cạn kiệt dần. Chuyển sang phiên buổi chiều, VN Index cứ trượt dốc dần khi thiếu sự hỗ trợ từ các mã vốn hóa lớn. Ngoại trừ nhóm dầu khí vẫn giữ được đà tăng, thì các cổ phiếu lớn khác đã lùi về mốc tham chiếu hoặc đảo chiều giảm giá. Giao dịch trên sàn đang ở mức khá thấp với sự thận trọng cao độ từ nhà đầu tư. Khép phiên, VN Index giảm nhẹ xuống còn 566,35 điểm, thanh khoản chỉ đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tương đương trên 84 triệu đơn vị chuyển nhượng. Xu thế giảm đã quay trở lại với sàn Hà Nội khi về gần cuối phiên. Sắc xanh nhẹ của HN Index vẫn giữ được trong phiên buổi sáng, tuy nhiên bước sang phiên buổi chiều, chỉ số bắt đầu đuối dần với nhiều cổ phiếu chủ chốt bị bán mạnh. Chốt phiên, HN Index giảm 0,2% về mốc 78,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 45 triệu đơn vị, ứng với trên 430 tỷ đồng. Đến với phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sẽ là những thông tin nổi bật ở thị trường châu Á. Toshiba tuyên bố cắt giảm gần 7.000 việc làm sau khi báo lỗ cả năm đến 550 tỷ yên. Nga hết hy vọng giải mã hộp đen của máy bay SU-24 bị bắn rơi tại Thổ Nhĩ Kỳ.